Tên là Lê Ngọc Sang, nhân viên kỹ thuật điện của công ty BTX. Năm nay em 25 tuổi. Rồi, tới vợ Sang. Xin chào mọi người và hai MC. Em tên là Trần Thị Ngọc Tiên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 25 tuổi. Hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên của hai vợ chồng em thì lần đầu gặp nhau là tình cờ thôi. Em lên trên mạng xã hội thì em mới thấy vợ em đăng cái status nó buồn quá. Nói là năm nay buồn quá, không biết có ai chở đi Noel không. Em mới đang độc thân mà, kiếm người ngồi sau yên xe cho nó nặng nặng chơi. Cái em mới nhắn tin, em chủ động làm quen với vợ em. Cái nhìn đầu tiên của em về người đàn ông này thì như thế nào? Dạ thì ở trên hình ảnh ban đầu á, mà em thấy ở trên mạng á là tóc thì dựng dựng, mặt rất là nhìn rất là cũng xì tin, cũng dễ thương lắm, nhưng mà nhìn tướng cao to lắm. Cái thế hồi em đi ra ngoài á thì nhìn cái tướng như vậy nè. Nói chung là sau khi chui ra hình nền là coi như là nó khác hoàn toàn. Dạ, đúng không rồi. Đó. Thế còn em thì sao? Dạ. Em nhìn thấy cô này như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em á thì em trên hình á, em hình dung chắc cũng dễ thương lắm. Thấy từ xa là em thấy rồi đúng rồi. Người của mình đây không có ai á, chạy đâu được á. Em là người chủ động theo đuổi cô gái này. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ cũng nhanh anh, tầm khoảng 2 tuần à. Nhắn tin 2 tuần là em chủ động em nói làm bạn gái anh nha. Cái vợ em cũng đồng ý. Nhỏ mà có vỏ ha. Rồi 2 tuần. Rồi hai bạn trong cái thời gian quen nhau thì mấy người đồng nghiệp được có biết không? Dạ có đi uống nước với mấy người bạn. Sau cái lần uống nước tụi nó mới về nhắn tin với em nói sao mày quen nhỏ này sao thấy giống chị mày hơn quá. Dạ quá mày ơi. Cái em mới nằm suy nghĩ, em ngẫm nghĩ, em nói ừ thấy cũng đúng, sao thấy nó già già hơn hay là cái gu của mình dở đổi ta. Rồi sao? Rồi lúc đó cũng mới quen mà không lẽ bỏ con người ta cũng kỳ. Nên em mới quen, rồi từ từ thì mới thấy vợ em rất là dễ thương nè, rất là nữ công gia chánh nè, hiền. Đối với em như vậy là đủ rồi. Nhưng mà em có biết cái chuyện đó không? Dạ cũng nghe nói, hơi buồn. Ủa sao kỳ vậy sao? Bạn em sao chứ chị thấy đâu có gì đó. Thực sự là tại vì có em có nhỏ con thì có, chứ còn so với vợ em là em không có trẻ hơn đâu, em đừng ảo tưởng. Dạ đúng rồi chị, vì mình ảo tưởng. Là do bạn của ổng. Dạ. Rồi các em là yêu nhau trong thời gian bao lâu? Dạ tụi em quen nhau là gần 2 năm thì đi đến hôn nhân. Rồi ai là người ghen? Dạ chắc vợ em. Sao bộ ổng bay bướm dữ lắm hay sao mà em ghen? Bay bướm thì cũng không có nhiều, nhưng mà dạng như đào hoa quá, cái đi đến đâu rồi với lại hòa nhã quá đó. Cái bắt đầu cái nói chuyện với cô này, tiếp xúc với cô kia, cái em thấy em ghen. Giống như là mình đi tiệc tùng á, đám cưới thì ngồi chung bàn có mấy bạn nữ, cái gắp đồ ăn cho người ta trước rồi mới tới em. Em giận mấy lần cái chuyện đó. Trời quá đất á, thiệt á. Mày gái nữa chị. Trời ơi. Sức khỏe giữ gìn để cho một đứa thôi chứ ốm yếu gì. Chia sẻ như vậy. Chia sẻ rồi sức đâu mà khám cho nổi. Em có giải thích gì về cái hành động đó không? Dạ có chứ. Em thực chất không phải vậy. Mình trong một bàn tiệc thì mình ga lăng, mình gấp cho mấy bạn nữ thôi. Mà em thường em quên không mà em gấp là em cứ xe tour là người bên cạnh em là thế nào cũng cuối cùng là vợ em là lúc đó là bạn gái. Là ngồi kế bên em là thế nào là em cũng là người gấp cuối cùng. Và bây giờ là các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn được một năm tám tháng. Đã có em bé chưa? Em bé em được 3 tháng. Bây giờ đến lúc chúng ta khui cái tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không? Đâu xấu là nữa. Ở dơ. Sau khi em sinh 1 tháng thì em có lơ vô phòng thì em mới thấy là quần một nơi, áo một nơi, tivi tủ rồi dính bụi tùm lum hết trơn á. Thế xong mà các em lên thấy vậy em quả em về em chửi quá trời. Có chơi với con, có tắm rửa con, thay tả cho con. Anh nói với em á là anh làm gì cũng được nhưng mà đừng cho anh dọn phân em bé. Anh dọn là anh xỉu đó. Cái lần đó là em đang ở dưới bếp, em làm bếp, bé trên đây khóc. Các em mới kêu là mở tả ra là thai đi. Mà ổng thấy phân em bé dính vậy đó. Em lên em thấy em nằm một đống luôn. Xỉu không? Xỉu mơ màng luôn. Trời đất ơi em dịch. Em nhìn nó y đồ nên em xỉu hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lý do em bị gì là cái đó sao? Không biết cái sao mùi nữa mà là cái mỗi lần em thấy là em xanh mặt mày à. Em muốn choáng váng à, em làm điện giật em không sợ mà em sợ cái đó. Em cũng biết. Anh hỏi nè, là em nhìn của con em là em mới sợ hay là em nhìn của người khác em có sợ không? Không, em thấy là bắt đầu em tự động cái cảm giác là nó xanh mặt. Rồi bây giờ còn xỉu nữa không?
Dạ không, ba biết vậy cái ba tập từ từ. Cái giờ hai ba tuần sau là ở đời em quen rồi, giờ không chừng thích nữa không chừng. À, vậy đó hả? Rồi chúc mừng. À. Dễ thương á. Rồi còn gì nữa nè? Ưa mở tivi khi ngủ. Ngủ á là dạng như là mở tivi đặng cho ru ổng ngủ, mà mình ở bên đây mình cũng chịu theo nữa. Rồi tới hồi có em bé cũng chịu theo nữa. Cái này em tính chính lại là đó giờ em có thói quen là coi tivi rồi, cứ hễ coi tivi em mới ngủ được. Còn mà cái tivi tắt trước em là coi như là em không ngủ. Em có thể thức được tới sáng luôn. Còn mà mở tivi được là em sẽ ngủ được. Trời ơi. Rồi giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Dạ. Cái tật xấu mà lớn nhất của vợ em là hay nói chuyện mà chổng không cọc lóc á. Em không thích chỗ đó, em vậy đó, nhưng mà em thích ngọt. Thà nói chuyện ngọt như như thế nào cho em cũng chịu á. Dụ em cũng được nữa, nhưng mà đừng nói chuyện cọc lóc em không thích. Mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong mỗi vợ em là bớt nói chuyện cọc lóc lại với em thôi, nói chuyện dịu dàng hơn. Chỉ có một điều đó thôi đúng không? Dạ đúng à. Thế còn cô vợ? Dạ em mong muốn ảnh quan tâm vợ nhiều hơn, quan tâm con nhiều hơn, thích chơi với con hơn. Bớt ở giờ bớt chăm sóc bạn bè lại. Chăm sóc cho mình đúng không? Dạ, chăm sóc cho em đi. Dạ. Tại vì em không chịu nói ngọt á. Em nói ngọt đi cỡ nào cũng được hết trơn á. Anh ấy đã tự thổ lộ anh ấy là người thích ngọt. Thì bây giờ thích ngọt thì mình cho. Nhưng mà đôi lúc em không ngọt được. Thì giờ em phải tập. Dạ. Bây giờ em phải tập. Tại vì á em biết sao, hiện giờ vợ em vẫn còn trong cái giai đoạn gọi là sau sinh á. Dạ. Là mới có 3 tháng à. Mà phụ nữ là sau sinh có nhiều những cái thay đổi lắm. Thành ra là sẽ rất dễ cọc cằn cáu bẳn. Khi em hiểu ra điều đó rồi thì em sẽ bớt được 50% cái khó chịu trong người. Dạ. 50% còn lại là do em. Em cứ ngọt ngào đi. Khi em ngọt ngào rồi thì chồng em tự động sẽ thấy là ủa, trời ơi, thích cái điều ngọt ngào đó quá. Thì chắc chắn là chồng em sẽ thay đổi về cái thái độ đối với vợ và đối với con. Rồi thử anh đi. Anh ơi, đi. Đó, như đó. Anh ơi đó. Bin nói nghe nè. Vậy? Hôm nay em bao chị ăn cua hoàng đế luôn. Đi. Ăn cho cua hoàng đế tôm luôn. Được. Chị dụ lấy hết thế gian này. Chị dụ còn nè. Được mà. Đó, em đó. Phải như vậy. Bây giờ đêm nay thử cái đi. Ha. Dạ. Chúc cho hai em cứ hạnh phúc ha. Và luôn luôn cười tươi như thế này và mãi mãi nắm chặt tay nhau trong suốt cuộc đời nha. Nắm tay cái coi. Đó, không nghe. Đó. Đó, cảm ơn anh. Đó, ví dụ như xong cái là anh nè. Đó, ví dụ vậy ngọt ngào đi.